Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta cùng học môn tiếng Việt lớp 3, sách cánh diều. Bài 13. Bài đọc 3. Trận bóng trên đường phố. Rồi trước hết là mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Trận bóng trên đường phố. Trận đấu vừa bắt đầu thì Quang lấy được bóng. Quang bấm nhẹ bóng sang cánh phải cho Vũ. Vũ dẫn bóng lên. Bốn năm cầu thủ đội bạn lao đến. Vũ ngần ngừ giây lát, chợt nhận ra cánh trái trống hẳn đi. Vũ chuyền bóng cho Long. Long dốc bóng nhanh về phía khung thành đối phương. Cái đầu húi cua của cậu bé chúi về phía trước, bỗng một tiếng kít làm cậu sững lại. Chỉ chút nữa là cậu tông phải xe gắn máy. Sợ quá, cả bọn chạy tán loạn. Nhưng chỉ được một lát, bọn trẻ lại hò nhau xuống lòng đường. Lần này, Quang quyết định chơi bóng bổng. Còn cách khung thành chừng 5 mét, em co chân sút. Quả bóng đi chạch lên vỉa hè và đập vào đầu một cụ già. Cụ lảo đảo ôm lấy đầu và khuỵu xuống. Một bác đứng tuổi vội đỡ lấy cụ. Bác mắng: "Chỗ này là chỗ chơi bóng à?" Đám học trò sợ hãi bỏ chạy. Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi dìu ông cụ lên xe. Quang sợ tái cả người. Cậu bỗng thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô vừa mếu máo: "Ông ơi, cụ ơi, cháu xin lỗi cụ." Theo Nguyễn Minh. Chú thích và giải nghĩa. Bấm. Chuyền bóng bổng qua đầu đối phương để đến cầu thủ đội mình. Cánh phải, phía bên phải sân bóng. Dốc bóng, đẩy bóng và chạy theo với tốc độ nhanh. Húi cua. Ý nói là tóc, cắt cao và ngắn. Tông, tức là va hay là đâm. Đứng tuổi, ý nói về người không còn trẻ nhưng chưa già. Phần đọc hiểu. 1. Tìm đoạn văn ứng với mỗi ý sau. A. Trận bóng gây nguy hiểm cho người chơi bóng. B. Sự ân hận của Quang. C. Trận bóng gây nguy hiểm cho người đi đường. Rồi dựa vào nội dung bài đọc, các em bấm tạm dừng video và các em tìm theo yêu cầu của câu hỏi nha. Rồi dựa vào nội dung bài đọc, các em bấm tạm dừng video và các em tìm theo yêu cầu của bài. Trước hết là các em tìm đoạn văn ứng với ý trận bóng gây nguy hiểm cho người chơi bóng. À, đó chính là đoạn đầu tiên. Bắt đầu từ trận đấu vừa bắt đầu cho đến cả bọn chạy tán loạn. Chỉ chút nữa là cậu tông phải xe gắn máy. Sợ quá cả bọn chạy tán loạn. Thì đây là đoạn văn ứng với ý trận bóng gây nguy hiểm cho người chơi bóng. Tiếp theo là các em tìm đoạn văn ứng với ý sự ân hận của Quang. À, đó chính là đoạn cuối cùng. Một chiếc xích lô xịch tới. Bác đứng tuổi dìu ông cụ lên xe. Quang sợ tái cả người. Cậu bỗng thấy cái lưng còng của ông cụ sao giống lưng ông nội thế. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô vừa mếu máo: "Ông ơi, cụ ơi, cháu xin lỗi cụ." Rồi như vậy là đoạn này bắt đầu từ một chiếc xích lô xịch tới cho
cho đến cháu xin lỗi cụ. Tiếp theo là các em tìm đoạn văn ứng với ý trận bóng gây nguy hiểm cho người đi đường. À, đó chính là đoạn thứ hai, bắt đầu từ nhưng chỉ được một lát cho đến đám học trò sợ hãi bỏ chạy. Nhưng chỉ được một lát, bọn trẻ lại hò nhau xuống lòng đường. Lần này Quang quyết định chơi bóng bổng. Còn cách khung thành chừng 5 mét, em co chân sút. Quả bóng đi chạch lên vỉa hè và đập vào đầu một cụ già. Cụ lảo đảo ôm lấy đầu và khuỵu xuống. Một bác đứng tuổi vội đỡ lấy cụ. Bác mắng: "Chỗ này là chỗ chơi bóng à?" Đám học trò sợ hãi bỏ chạy. Rồi như vậy là các em tham khảo câu trả lời số 1. Tìm đoạn văn ứng với ý A. Trận bóng gây nguy hiểm cho người chơi bóng. Đó là đoạn từ trận đấu vừa bắt đầu đến cả bọn chạy tán loạn. B. Sự ân hận của Quang. À, đó chính là đoạn cuối cùng. Từ một chiếc xích lô xịch tới đến cháu xin lỗi cụ. C. Trận bóng gây nguy hiểm cho người đi đường. Đó chính là đoạn giữa, tức là đoạn thứ hai. Từ nhưng chỉ được một lát đến đám học trò sợ hãi bỏ chạy. Tiếp theo là các em sang câu hỏi số 2. Vì sao Quang cảm thấy ân hận? Tìm những chi tiết thể hiện điều đó. Rồi dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và hoàn thành câu hỏi số 2. À, Quang cảm thấy ân hận vì đã lỡ sút bóng vào người ông cụ, khiến cho ông cụ ngã khuỵu xuống. Chi tiết thể hiện Quang cảm thấy ân hận, đó chính là chi tiết Quang sợ tái cả người và chi tiết Quang chạy theo chiếc xích lô. Cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô vừa mếu máo: "Ông ơi, cụ ơi, cháu xin lỗi cụ." Như vậy là các em tham khảo câu trả lời số 2. Quang cảm thấy ân hận vì lỡ sút bóng vào người ông cụ, làm ông cụ ngã. Những chi tiết thể hiện điều đó: chi tiết Quang sợ tái cả người, chi tiết cậu bé vừa chạy theo chiếc xích lô vừa mếu máo: "Ông ơi, cụ ơi, cháu xin lỗi cụ." Câu hỏi số 3. Em có đồng tình với hành động chơi bóng trên đường phố không? Vì sao? À, chúng ta biết là hành động chơi bóng trên đường phố là hành động rất nguy hiểm, bởi vì trên đường phố có rất nhiều xe cộ đi lại. Vì vậy, có thể gây nguy hiểm cho người chơi bóng và người đi đường. Như vậy là em không đồng tình với hành động chơi bóng trên đường phố, vì trên đường phố có rất nhiều xe cộ đi lại nên có thể gây nguy hiểm cho người chơi bóng và người đi đường. Câu hỏi số 4. Qua câu chuyện, em rút ra bài học gì? Theo em là qua câu chuyện, em rút ra được bài học gì? À, qua câu chuyện, em rút ra được bài học: chơi bóng, chơi thể thao là tốt, nhưng phải chơi đúng nơi quy định, không được chơi trên đường phố. Khi mình đã mắc lỗi thì phải biết xin lỗi và sửa sai. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập. 1. Tìm các dấu ngoặc kép trong bài. Mỗi dấu ngoặc kép đó được dùng để làm gì? Rồi các em xem lại bài đọc. Các em tìm xem là trong bài có những chỗ nào dùng dấu ngoặc kép và cho biết là tác dụng của dấu ngoặc kép ứng với mỗi trường hợp như vậy. À, chúng ta tìm được trong bài có sử dụng dấu ngoặc kép, đó là kít. Đây là tiếng phanh của xe được tác giả đặt trong dấu ngoặc kép. Như vậy, dấu ngoặc kép
Trong trường hợp này, được dùng để đánh dấu từ ngữ miêu tả âm thanh của tiếng phanh xe. Rồi tiếp theo là ông ơi, cụ ơi, cháu xin lỗi. Thì trong trường hợp này, dấu ngoặc kép được dùng để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật, cụ thể là đánh dấu lời nói của nhân vật Quang, trích dẫn lại lời nói của nhân vật Quang. Rồi các em tham khảo các dấu ngoặc kép trong bài, đó là kít, đánh dấu những từ ngữ miêu tả âm thanh của phanh xe. Ông ơi, cụ ơi, cháu xin lỗi cụ, đánh dấu câu trích dẫn lời nói của nhân vật, cụ thể là của Quang. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập 2. Chuyện vui sau đây còn thiếu một số dấu ngoặc kép để đánh dấu những từ ngữ hoặc là câu được trích dẫn. Em hãy chỉ ra những chỗ cần có dấu ngoặc kép. Câu chuyện vui đặt câu Hùng. Bài đọc trên có từ mếu méo, bạn hãy đặt một câu với từ đó. Hiếu. Câu của mình là bạn Quang chạy theo xích lô vừa khóc vừa nói. Hùng. Nhưng câu đó chưa có từ cần đặt. Hiếu. Có mà, vừa khóc vừa nói có nghĩa là mếu máo rồi. Hà Thu. Rồi như vậy chúng ta sẽ chỉ ra những chỗ cần có dấu ngoặc kép, đó là từ mếu máo. Ở đây chúng ta trích dẫn lại từ trong bài đọc, như vậy là các em cần phải đặt dấu ngoặc kép để đánh dấu từ này. Rồi tiếp theo là vừa khóc vừa nói. Vừa khóc vừa nói là trích dẫn những từ ngữ ở câu trên, trích dẫn lại những từ ngữ của câu mà Hiếu nói. Được chưa? Như vậy vừa khóc vừa nói thì chúng ta cũng cần phải đặt trong dấu ngoặc kép, có nghĩa là mếu máo rồi. Thì từ mếu máo này chúng ta lại trích dẫn từ ngữ trong bài đọc, vậy là các em sẽ đặt những từ ngữ này trong dấu ngoặc kép. Rồi cụ thể thì các em tham khảo những chỗ cần có dấu ngoặc kép. Bài đọc trên có từ mếu máo, có mà, vừa khóc vừa nói có nghĩa là mếu máo rồi. Rồi bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.